liên quan đến vụ án mạng ở cổng bến xe An Sương thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong. Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ xác nhận nghi phạm gây án đã ra đầu thú. Trước đó, công an cũng lấy lời khai của nhân chứng để phục vụ cho công tác điều tra truy xét. Qua lời khai của một nhân chứng, sáng ngày 14 tháng 6 năm 2020, người này thấy ba người đàn ông chạy xe máy đến trước cổng bến xe An Sương. Sau đó, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cũng chạy xe máy đến khu vực trên thì hai bên cãi nhau. Thanh niên này lấy trong người ra hung khí đâm một trong ba người đàn ông. Nạn nhân trọng thương gục ngay tại chỗ. Người thanh niên đã bỏ chiếc xe máy ở lại hiện trường và cầm hung khí bỏ trốn. Nạn nhân tử vong là người đàn ông 43 tuổi ngụ huyện Hóc Môn. Theo người thân, nạn nhân là tài xế ô tô công nghệ. Đại diện một hãng xe công nghệ cũng xác nhận thông tin này.